thứ hai bị lột đồ trên sóng truyền hình. <laughs> hiếu thứ hai bị lột đồ trên sóng truyền hình, câu view phản cảm. Phong cảnh Hiếu thứ hai bị lột đồ khi tham gia một trò chơi trong chương trình truyền hình thực tế khiến khán giả phản ứng trái chiều. Theo đó, phần đông ý kiến đều không đồng tình khi chuyện da thịt bị lấy ra câu view. Ekip đã lường trước phân cảnh lột đồ sẽ gây tranh cãi, nhưng vẫn cố đắm ăn xôi. Là một trong những mảnh ghép không thể thiếu trong chương trình hai ngày một đêm. Hiếu thứ hai được yêu mến bởi vẻ ngoài điển trai, tài năng, ca hát ấn tượng và tính cách mặn mòi. Từ đầu chương trình đến nay, nam rapper sinh năm 99 vẫn luôn ghi điểm trong mắt số đông khán giả. Tuy nhiên, mới đây một phân cảnh nhạy cảm trong chương trình đã vô tình khiến Hiếu thứ hai nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Cụ thể, anh được đồng đội lựa chọn là người chịu phạt. Cứ mỗi lần các thành viên trong đội không đoán trúng tên bài hát, nam rapper phải cởi bỏ một món đồ. Kết quả nam rapper gần như bị lột sạch quần áo và phải dùng tấm cạc tông che chắn. Nhưng không dừng lại ở đó, đồng đội vẫn tiếp tục dần kéo tấm cạc tông, khiến em Út chịu cảnh lộ da thịt quá đà. Hiện phân cảnh này phải nhận về vô số phản ứng trái chiều từ phía khán giả theo dõi chương trình. Đây cũng có thể trở thành vách chàm, khiến hình ảnh của game show này ít nhiều mất điểm. Kể cả các nghệ sĩ tham gia cũng khó tránh việc nhận về ý kiến khang chê, trái chiều khi cũng thuận nước để thuyền, khiến nam rapper rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như vậy. Câu chuyện càng đáng nói hơn khi chính những người sản xuất chương trình vừa có phát ngôn bình thản đến lạ. Dù biết rằng trước phân cảnh sẽ gây tranh cãi khi lên sóng, họ vẫn quyết định thực hiện vì muốn làm theo phiên bản gốc của show. Xem qua phân cảnh thiếu vải của Hiếu thứ hai, khán giả đưa ra nhiều luận ý kiến. Nếu có những bình luận đùa vui vô tư rằng nội dung tập này ngon quá, hãy để em là người tự tay cởi đồ giúp Hiếu. Đề nghị không che, full HD thì cũng có rất nhiều ý kiến phản ứng dữ dội bày tỏ sự thất vọng trước kịch bản câu view lộ liễu thực tế chương trình hiếu thứ hai đang tham dự và bản thân nam rapper đều đã có lượng fan ổn định không nhất thiết phải dùng đến chiều trò câu view phản cảm như vậy nhưng những người làm chương trình vẫn quyết định không bỏ qua miếng mồi ngon nhằm làm hiệu suất người xem tăng vọt và cũng hoàn toàn dễ hiểu khi hiếu thứ hai được chọn làm đối tượng câu view bởi anh đang là một nhân vật khá hot lại sở hữu ngoại hình được lòng số đông khán giả Tuy nhiên, nước đi này quả thật thiếu sự tinh tế và vốn không phù hợp với văn hóa Việt. Dù cho trong phân cảnh ấy, Hiếu thứ hai có dùng một tấm bìa cặt tông, da trắng, hạn chế lộ điểm nhạy cảm, nhưng không thể phủ nhận hình phạt này kém văn minh, nhất là trên sóng truyền hình, có nhiều khán giả giỏi xem. Và hệ quả từ câu chuyện nghệ sĩ phô diễn hình thể trên sóng truyền hình, quả thật khó lường trước. Giả sử trường hợp người bị phạt trong thử thách lần này không phải là Hiếu thứ hai, mà thay vào đó là một sao nữ, câu chuyện có lẽ sẽ khác. Trước đây trong chính chương trình này, nam MC Trường Giang cũng bị chỉ trích nặng nề khi đưa ra câu hỏi nếu tồn tại trên thế giới loài người chỉ còn một cặp đó là em và người đó để duy trì nội giống thì em sẽ chọn ai? Rõ ràng khi quyền lợi và giá trị của người phụ nữ bị đem ra làm trò vui, khán giả sẽ phản ứng rất kịch liệt. Hoặc nếu người thiếu vải trong chương trình là phụ nữ, tự khắc sẽ trở thành hình ảnh phản cảm. Nhưng ngược lại khi chủ thể là nam giới lại trở thành niềm vui thỏa mãn tâm lý của nhiều người thậm chí có khán giả còn thản nhiên bình luận tại sao phải che chỗ nhạy cảm khi số đông muốn nhìn tự hỏi từ khi nào lại xuất hiện tiêu chuẩn kép da thịt đàn ông thì có thể dễ dàng đem ra để mua vui hơn phụ nữ sự riêng tư của nam giới cũng vô hình dung trở thành sao cũng được có sao đâu mà nhưng thực tế dù là phụ nữ hay nam giới thì sự riêng tư về mặt cơ thể đều cần được bảo vệ như nhau không có bất kỳ sự khác biệt nào trước trường hợp của hiếu thứ hai nhiều chương trình cũng bị phản ứng tương tự vì câu view bất chấp. Từ đó việc kiểm duyệt nội dung trước khi lên sóng được khán giả yêu cầu nên khắc khe hơn. Và dù cho chương trình mang yếu tố giải trí, thì những yếu tố cơ bản như giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục và sự văn minh cần được đặt lên hàng đầu, đặc biệt sự riêng tư và yếu tố công cộng cần được phân định rạch rồi.